Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Theo thông tin từ Tutto Sport, Cristiano Ronaldo đã đồng ý giảm 3,8 triệu euro tiền thu nhập nhận từ Juventus sau cuộc gặp gỡ với đội trưởng Chiellini và lão tướng Gianluigi Buffon. CR7 đã chấp nhận giúp lão phu nhân cùng vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đáng chú ý, Juve là đội bóng có quỹ lương cao nhất Serie A khi họ chi khoảng 70 triệu euro mỗi tháng cho tiền lương. Riêng Ronaldo đã ngốn hết 31 triệu euro. Trong khi đó, Barcelona, câu lạc bộ có quỹ lương lớn nhất thế giới bóng đá với gần 700 triệu euro, đã có cuộc nói chuyện với những cầu thủ để yêu cầu họ giảm một phần lương. Tuy nhiên, Marca cho biết được Jurgen Klopp đã ra quyết định cắt giảm lương, mặc dù các cầu thủ Barca vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị. Trong tình cảnh tương tự thì ở Đức, dàn sao của Bayern Munich và Dortmund đã đồng ý cắt giảm 20% lương. Mới đây, ESPN cho hay Kevin De Bruyne đang cân nhắc khả năng ra đi sau khi Man City bị UEFA cấm tham dự cúp châu Âu trong 2 mùa tới. Ngoài ra, De Bruyne cũng chia sẻ Champions League là danh hiệu mà tiền vệ người Bỉ đã theo đuổi từ lâu. Theo đó, mong muốn của anh là gia nhập Real Madrid, nơi anh có thể vô địch Champions League và giành quả bóng vàng. Về phần Real, họ cũng có ý định chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi. Mức giá De Bruyne được cho là rơi vào khoảng 150 triệu euro. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Kevin De Bruyne đã góp một bàn và một kiến tạo để giúp Man City lội ngược dòng có được chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu. Đáng chú ý, các đại diện phía Real Madrid đã lên kế hoạch sang Etihad dự kháng trận lượt về vòng 1/8 Champions League và chính thức đặt vấn đề chuyển nhượng với Man City. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại khi Champions League nghỉ vô thời hạn. Theo thông tin từ tờ Sport, Real Madrid đang cố gắng liên hệ và thuyết phục Martinez ký hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu vào mùa hè năm nay. Mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ 22 tuổi lên tới 111 triệu euro. Nguyên nhân khiến Real Madrid theo đuổi Martinez là do tân binh Luka Jovic không đáp ứng được kỳ vọng và Karim Benzema bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác. Dù vậy, kế hoạch của họ đang gặp nhiều khó khăn vì vấp phải sự cạnh tranh của Barcelona. Đáng chú ý, Martinez ưu tiên gia nhập Barca hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Anh cũng thông báo với ban lãnh đạo Inter rằng chỉ muốn chuyển đến đội chủ sân Camp Nou. Ngoài ra, anh bày tỏ mong muốn được chơi bên cạnh siêu sao đồng hương Lionel Messi. Mùa giải vừa qua, Lautaro Martinez đã ghi 16 bàn thắng và 4 kiến tạo cho Inter sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường. Giống nhiều giải vô địch quốc gia châu Âu hiện nay, Premier League đang phải tạm nghỉ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước mắt, giải đấu số 1 nước Anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 4. Trong diễn biến đó, nhiều câu lạc bộ muốn hủy bỏ kết quả thi đấu ở mùa giải này. Nếu kịch bản này xảy ra, giải đấu số 1 nước Anh sẽ không có đại diện nào tham dự Champions League nói riêng và cúp châu Âu nói chung ở mùa giải tới. Theo thông tin từ UEFA, những giải đấu phải hủy kết quả sẽ gặp khó trong việc đề cử các đại diện tham dự Champions League và Europa League. Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến, UEFA đã khuyến nghị các giải vô địch quốc gia nên hoàn thành nốt mùa giải này thay vì hủy bỏ kết quả. Theo quan điểm của UEFA, Liverpool sẽ không được công nhận là nhà vô địch nước Anh nếu như Premier League mùa này buộc phải hủy kết quả. Tương tự, các suất dự Champions League và Europa League cần phải được xem xét lại, đặc biệt khi các giải vô địch châu Âu khác hoàn tất mùa giải theo kế hoạch. Thời điểm hiện tại, V-League 2020 cũng đang tạm hoãn vì diễn biến phức tạp của đại dịch. Dự kiến giải đấu sẽ trở lại vào ngày 15 tháng 4, nhưng chưa có gì là chắc chắn. Việc giải đấu đình chỉ kéo dài khiến nhiều câu lạc bộ gặp khó khăn về mặt tài chính. Theo bầu đệ, chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ khó khăn đang gặp phải. Không chỉ Thanh Hóa mà rất nhiều câu lạc bộ khác ở Việt Nam gặp khó khăn. Lúc này, đội bóng vẫn đang duy trì tập trung cầu thủ để quản lý, chờ thông báo mới từ VPF. Điều này có nghĩa câu lạc bộ vẫn phải đang chi tiền để nuôi quân. Được biết, các câu lạc bộ ra sân thi đấu thì mới có nguồn thu, đặc biệt là từ quảng cáo và bản quyền truyền hình. Khi giải đấu tạm hoãn, các câu lạc bộ không thể quảng cáo cho các nhà tài trợ. Hơn nữa, bản thân đội bóng cũng phải đá hay người ta mới nhận được tài trợ. Các câu lạc bộ tại V-League đang đứng trước nguy cơ cao bị phá sản. Vừa qua, trợ lý ngôn ngữ Lee Jung Hak đã chia tay huấn luyện viên Paul Hong-seo sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Được biết, anh Lee là người phiên dịch tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh cho ông Park. Chàng trai người Hàn Quốc thường làm việc cùng hai phiên dịch khác khi ông Park phải tập trung cùng lúc hai đội tuyển trong cùng khoảng thời gian. Công việc của Lee chủ yếu là trong phòng họp báo. Lee phiên dịch họp báo cho huấn luyện viên Park trước và sau mỗi trận đấu hoặc các buổi tập. Vị trí phiên dịch cho huấn luyện viên Paul Hong-seo thường có hợp đồng thời vụ theo từng sự kiện từ khi chuẩn bị cho đến lúc kết thúc. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã thầy khá nhiều trợ lý ngôn ngữ trong hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam.